Welcome back to the Viking TikTok của luật sư Dương Ánh nha. Mọi người thấy tuyết dữ quá tưởng tôi đang ở mùa đông ở Tokyo à? Không phải đâu. Hôm nay là một ngày Sài Gòn nắng đẹp trời. Anh chị của Nga ở ngoài Bắc vào thăm Nga cho nên là cả gia đình có một chuyến đi chơi tham quan Sài Gòn và đi ăn uống rất là vui vẻ luôn. Sau một cái buổi sáng tham quan hì hục nào là bánh nhà rồng, nào là Dinh Độc Lập thì bây giờ cả nhà tôi nói chung là đói ơi là đói luôn. Dạ xin thưa, đây là cái giao diện của ông xã thân yêu của tôi nè. Hello. Tuy là đói nhưng mà vẫn muốn giữ eo đó mấy bà, cho nên là cả nhà của Nga quyết định là sẽ ăn sushi. Tao nói bước vô cái nhà thấy toàn là cá tươi bơi qua bơi lại vào một chiếc thuyền to đùng như tưởng đang ở trên bãi biển ở Kyoto đó mọi người, thì cái cơn đói của tôi nó càng dâng cao nha. Đầu tiên khởi động nhẹ nhàng và salad cua hoàng đế và bơ ăn kèm với sốt mè nha. Sau đó là cơm lươn sốt teriyaki. Dạ vâng, và đất chiếm chọn spotlight đêm nay sẽ trao về cho em sashimi cá, các loại cá, và trong đó có cá hồi là món yêu thích của Nga nữa đó. Phải nói là Verdep đêm nay không làm cho mọi người thất vọng, vừa đẹp hình thức và vừa ngon về nội dung nữa. Cá rất là thơm, ngọt, mọng nước và có thể ăn kèm chung với lại rong biển nè, cuốn vào chung với lá tía tô, dưa leo, chấm với nước tương truyền thống Nhật. Hoặc là các bạn đã thích ngọt ngọt thì ăn với sốt teriyaki nha. Cái nơi gia đình Nga ăn một dĩa đâu có đủ mọi người, cho nên phải order thêm 3 phần sashimi nữa. Có cá hồi nè, cá trích nè, mực nè và tôm hùm nữa đó. Lo ăn quá cho nên không có quay cái đoạn cho mấy bà coi cái phần mà đầu tôm đem đi nấu canh nó, trời ơi ngon dễ sợ luôn. Đây là các em cá tươi bơi qua bơi lại mà Nga nói lúc đầu nè. Một buổi tham quan Sài Gòn buổi sáng thật là vui vẻ và một bữa ăn trưa chất lượng cùng với tất cả các thành viên trong gia đình. Hôm nay Nga rất là vui luôn. Được gặp tất cả các anh chị và các cháu yêu của mình tại Sài Gòn thì còn vui gì hơn bằng nữa. Hy vọng là cả gia đình của chúng ta sẽ có nhiều lần hội ngộ như vậy nữa nha. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc vui tươi, nhí nhảnh và dễ thương của gia đình Nga nha. Mọi người nhớ follow fanpage và theo dõi kênh TikTok của luật sư Dương Ánh Nga nha. Bye bye! I'm